Ngày 2 tháng 11, thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn nhằm chia sẻ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và du khách, hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Là địa phương có tiềm năng du lịch lớn của tỉnh, đặc biệt là du lịch tâm linh với lượng khách tham quan trên dưới 2 triệu lượt người mỗi năm. Những năm qua, hệ thống các cơ sở dịch vụ ăn uống của thành phố không ngừng được nâng cao chất lượng phục vụ, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn cũng như phục vụ du khách trong các dịp lễ hội. Hầu hết các cơ sở này đều đảm bảo các điều kiện về kinh doanh như vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận hành nghề của đội ngũ nhân viên phục vụ, công tác phòng chống cháy nổ. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này được thực hiện nghiêm túc. Nhiều năm qua trên địa bàn thành phố không có tình trạng ngộ độc vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà hàng, không có hiện tượng chặt chém khách hàng. Hệ thống các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước, góp phần cùng thành phố hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội hàng năm. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động kinh doanh tại các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn cũng còn bộc lộ những bất cập đòi hỏi sự cố gắng hơn nữa của các chủ kinh doanh cũng như chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất, đổi mới phong cách phục vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ du khách, vừa mang lại lợi ích cho cơ sở vừa tạo được dấu ấn văn minh lịch sự cho địa phương. Tại hội nghị, ý kiến từ phía các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng chia sẻ những khó khăn vướng mắc hiện hầu hết các cơ sở đang gặp phải, như việc tuyển nhân viên phục vụ tại các nhà hàng gặp nhiều trở ngại do tâm lý băn khoăn về khoảng cách cũng như đặc thù môi trường làm việc. Nhiều cơ sở phải liên tục thay mới nhân viên, dẫn đến khó tạo được phong cách phục vụ chuyên nghiệp lịch sự. Một số ý kiến đề nghị thành phố cần tăng cường phương án phân luồng giao thông vào các ngày cao điểm diễn ra các lễ hội, có cơ chế khuyến khích hợp lý trong phát triển dịch vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ghi nhận những đóng góp của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong việc tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, tạo diện mạo mới cho đô thị thành phố, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trên địa bàn cũng như du khách khi về với Uông Bí. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước như Phòng Văn hóa, Phòng Quản lý đô thị, Y tế phối hợp tốt với các xã phường, chủ các cơ sở kinh doanh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng phục vụ của nhân viên tại các nhà hàng, làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá giới thiệu hình ảnh kinh doanh tại các nhà hàng, hướng dẫn các cơ sở trong việc niêm yết giá, thực hiện quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rà soát các biển chỉ dẫn giao thông, phân luồng hợp lý trên các tuyến phố. Các xã phường tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tinh thần tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ sở hoạt động. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị chủ các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn cần tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất khang trang hiện đại, chủ động trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên phục vụ, tăng cường quảng bá giới thiệu hình ảnh của mình, tạo được phong cách và dấu ấn riêng.